everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to prepare snail stockfish soup recipe. So now I tell you ingredient today we have snail, fish, bok choy, water spinach, mustard, mushroom, lemongrass, kaffir lime leaves, lime, laringol, chili, soybean paste, tom yum goong. So now get started with me. One free up there. Okay. Là những dương cho sạch chón đã cho một hạt trái làm bây giờ tôi có trẻ mày mọt đấy. Chón cũng cần nhẹ là Bên ấy dương ở cái chém sạch trong này dương ở các chanh mảnh nhé. Chém mày mọt máu dương chém mọt hai chấm dương liêu chấm mùi sạch cây dương hai dương đã tấm có so bị chanh bảo rột đi miên chích trong năm món này mà còn. Lời nó cho cái chạm cô lật tâm trâu mỏi bông ổn ai bị chui á. À lời ní dướng đặt và hạt tây dâng trâu cho mũi cái nía như cái chạm trâu cái này xóp đó bông ổn. Trong cái cho vào đặt hương. Okay. Đó chúng ta đam đưa kêu chỉ mới sát chân thì trăm mấy nữa cái có xịt ghế bò sò ớt sốt cái bring cho ok now I start to mix well. Soybean oil, garlic, chili paste, lemongrass and cocoa leaves. Chăm cho ăn tay hàm nóng tí. Sugar, salt, chicken powder, tông giam cút. Bên ấy dân chặt cho dân trầu ấy. đây ta ấn từ chút sạch. Noodle. Đấy. Làm cái chiếc đu chanh nhé. Cho hộp đầy cái phần bạt tung vào đấy. Cho hộp cọp mà. Thế sụp dương finish ăn hai đu chỗ tầng ốc nè okay now time to taste yummy food with me. Wow, number one.